lâu lắm rồi mới làm YouTube này, không thể nghĩ đâu mà. Ok mọi người ha, thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người bài 2 cạo lông mặt ha, thì mọi người xem mình chia sẻ cho mọi người cái lý thuyết ha. Ok mọi người ha, thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người là bài 2 cạo lông mặt, phương pháp cạo lông mặt. Để em ghi chưa? Thì cạo lông mặt thì mình chia ra làm 5 bước ha, gồm 5 bước. Bước 1, trước tiên ta hạ ghế xuống. Dùng khăn xếp cho vuông góc, để lên ngực khách. Xong chưa? Bước 2. Sau đó ta dùng bình xịt nước. Xịt lên tay. Xịt lên tay, ho lên gâu khách. Kiểm tra khách có gâu nhiều. Ta dùng kem cạo gâu, ho lên gâu khách. Xong chưa? Bước 2 đó là sau đó ta dùng bình xịt nước. Dùng nước xịt vô tay, ho lên mặt khách. Kiểm tra khách có gâu nhiều, ta dùng kem cạo gâu, ho lên gâu khách. Bước 3. Sau đó ta đứng bên tay phải của khách. Nghiêng mình 45 độ. Ta cạo từ trái sang phải. Sau đó ta di chuyển dao cạo lên chán ca trên chán. Sau đó ta di chuyển lên dao cạo lên chán. Cạo từ trái qua phải. Cạo từ trái qua phải. Xong chưa? Ta cạo xuống mặt phải của khách. Ta cạo quanh tay, lỗ tai, sống mũi, mí mắt. Và cạo gâu trên mở mặt ra. Sau đó ta lặt ngược mũi dao lại. Cạo bên gâu phải của khách. Xong chưa? Đóng mặt lại. Bước 4 ha. Bước 4.
sau đó ta di chuyển lên đỉnh đầu, sau đó ta di chuyển lên đỉnh đầu, sau đó ta di chuyển lên đỉnh đầu, ta cạo từ cổ lên mặt, ta cạo từ cổ lên mặt, xem chưa, ta cạo từ cổ lên mặt, lên mí mắt, lên má, xong ta di chuyển lên trán trên, xong ta di chuyển lên trán trên ha, ta cạo từ phải qua trái, sau đó ta di chuyển qua quỳnh, qua tay trái của khách, sau đó ta di chuyển qua tay trái của khách, xem chưa, ta cạo trán giữa, sau đó ta di chuyển qua tay trái của khách, ta cạo trán giữa, mở mặt ra, quan trọng chúng ta hỏi khách à, hỏi khách có cạo chính giữa hai bên chân mày không, ta hỏi khách có cạo chính giữa hai bên chân mày hay không, đóng vào lại giờ. Sau đó ta nghiêng người 45 độ về phía trước mặt khách. Sau đó ta nghiêng người 45 độ về phía trước mặt khách. Ta dùng hai ngón tay căng da thẳng ra. Ta dùng hai ngón tay ha, căng da thẳng ra và cạo râu dưới. Ta dùng hai ngón tay căng da thẳng ra và cạo râu dưới. Bước 4 mình đã xong rồi, thì bây giờ mình tới bước 5. Râu dưới á, râu dưới á. Xong chưa? Bước 5 ha. Sau đó ta di chuyển lên đỉnh đầu. Sau đó ta di chuyển lên đỉnh đầu, kiểm tra thật kỹ, kiểm tra thật kỹ, xem chỗ nào còn sót lại ta gạo thật sạch, xem chỗ nào còn sót lại ta gạo thật sạch, bỏ ngặt ra, xong ta nâng ghế, mời khách vào xả tóc, đóng mặt lại, xong ta nâng ghế lên, mời khách vào xả tóc ha. Ok anh em á, thì bài 2 thì nó gồm có 5 bước ha. Xong chưa? Bài 2 thì nó gồm có 5 bước thì để giải thích cho anh em nghe, anh em hiểu luôn ha. Thì bước 1 á, trước tiên á, mình muốn cạo mặt khách thì mình phải hạ ghế xuống. Mình không hạ ghế sao mình cạo được, đúng không? Phải hạ ghế xuống, xong mình xếp khăn lại cho nó vuông góc hết, mình để lên trên ngực khách ha. Đó là bước 1. Bước 2, sau đó ta dùng bình xịt nước xịt vô tay à, mình dùng bình xịt nước mình xịt vô tay nè, mình dùng tay mình phủ để cho nước nó rớt ra rồi mình mới thoa lên mặt khách ha, chứ không phải mình làm xịt vô tay ướt nhẹp cái nó nhễu nhễu lên mặt khách thì không được ha. Mình phải xịt vô tay, nhưng mà mình phải phủ một cái cho nó rớt ba cái nước ra hết đi rồi mình mới ấy vô mặt khách
để ho lên mặt khách được ha. Dùng nước ho lên mặt khách, kiểm tra khách mà có gâu nhiều, gâu cứng thì mình dùng kem gâu gâu mình ho lên mình cạo. Còn như giả sử như khách mà gâu đóng cái mình không có dùng kem gâu gâu mình ho lên á, mình cạo thì nó sẽ bị đứt và gác khách. Kem gâu gâu á dùng để cho mềm gâu để mình cạo cho nó dễ ha. Thấy mà có gâu thì cứ dùng kem gâu gâu mình ho lên đi là ok. Tới bước 3, sau đó ta đứng bên tay trái ta phải của khách tùy theo mình thuận tay nào thì mình đứng bên tay đó thôi. Giả sử như mình đang khách đang làm gì thì mình đứng bên tay phải, tay phải của khách. Còn như anh em nào thuận thì đứng bên tay trái của khách, không sao, hai bên thì muốn thuận tay nào thì đứng tay đó. Mà anh em thường anh em thuận bên tay tay phải thì anh em đứng bên tay phải của khách rồi, đúng không? Để mình cạo mặt trái thì xong mình mới cạo trán trên. Trán trên thì anh em chia ra ba phần, trán trên nè, trán giữa, trán dưới ha. Thì mình đứng bên tay phải của khách á, bắt buộc mình phải cạo bên mặt trái của khách rồi. Cạo mặt trái lên trán ha, trán mới qua mặt phải. Mặt phải mới xuống vành tay nè, lỗ tay ha. Rồi lúc đó này mình đã cạo vành tay lỗ tay rồi. Xong. Bước 3 4 á là mình di chuyển lên đỉnh đầu của khách. Lúc đó mình đã cạo từ đây qua tới đây rồi thì mình di chuyển lên đỉnh đầu của khách, mình cạo trán trên. Cổ nè, má nè, mí mắt nè ha. Ba chậm điểm hoặc ba hai bên hết, mình phải cạo hai bên ha. Cổ, má, mí mắt mình đã đứng trên rồi thì mình đã cạo hết mấy phần đó rồi. Xong xong mình di chuyển qua bên tay trái của khách, mình cạo trán giữa và cạo phần này. Phần này là anh em phải hỏi khách thật là kỹ ha. Phần này là phần trang hai bên nè, hai bên chỗ này nè. Nếu như mà mình hỏi khách, khách kêu cạo thì mình cạo, bằng nhiều khách người ta không có cho cạo chỗ này nên mình không có được cạo ha. Mình cạo là khách ta nói, mình hỏi kỹ cái phần này một tí ha. Xong mình nghiêng người 45 độ về trước mặt khách, mình cạo cổ. Lúc đó mình nghiêng, mình đứng bên tay trái của khách rồi mình nghiêng đó, mình cạo cổ chứ cạo gâu này. Còn gâu trên á là lúc đầu mình đứng bên tay phải của khách là mình cạo gâu bên đây, xong mình lặt cái mũi dao lại mình cạo bên đây là nó sạch hai bên này, đúng không? Mình di chuyển lên đỉnh đầu, mình cạo cổ nào, má, mí, rồi trán trên. Xong mình di chuyển qua bên tay trái của khách, mình cạo cái giữa phần này và mình nghiêng người 45 độ là mình cạo phần gâu này là hoàn thiện hết. Xong mình cạo lỗ tai bên đây, lỗ tai bên tay trái của khách đó là hoàn thiện hết. Xong bước cuối cùng là mình hỏi khách ha, có cạo xả tóc không, nếu không xả thì mình sấy thôi, còn xả thì mình vô mình xả ha. Vậy ha, vậy là hoàn thiện hết. Thì lý thuyết thì như vậy, tí xíu xuống dưới thầy chia sẻ cho anh em thực hành thì lúc đó anh em mới hiểu, hiểu chưa? Mình thầy chia sẻ thì chia sẻ lý thuyết cho anh em, còn thực hành thì nó khác nữa. Lý thuyết nó một phần, thực hành nó một phần nữa ha. Hai cái nó khác biệt hoàn toàn, và mỗi một cái quyền của khách thì nó khác lắm, chứ không phải quyền nào cũng giống như gì nào, khuôn mặt nào cũng phải nó giống, khuôn mặt nào nó khác hết trơn à. Nếu như mà khuôn mặt mà giống hết thì mẹ mình đẻ ra khuôn mặt giống hết rồi, đúng không? Phải có lỗ, có hang, có này, có kia, có nọ, mập, ốm, gầy, thấy nữa chứ. Thì tí xíu thì xuống dưới này chỉ chia sẻ cho anh em cạo quyền ha. Bây giờ anh em xuống dưới ha. Ok mọi người, thì mọi người nào có xem thì cho mình xin một like, một đăng ký nha mọi người. Hẹn mọi người clip tiếp theo nha.